khi mà bạn đang tham dự một khóa đào tạo nghề huấn luyện viên yoga thì để bạn có thể thành công được hơn để bạn có đạt được kết quả nhiều hơn thì có một yếu tố mà các bạn chắc chắn không được bỏ qua đây là nội dung trong chuỗi gồm 10 phần những cái điều mà cần nhắc nhở cho các bạn đang học khóa đào tạo huấn luyện viên hoặc là quan tâm đến khóa đào tạo huấn luyện viên mà muốn thành công hơn hoặc là đạt được cái hiệu quả cao nhất trong cái chương trình học của bạn thì các bạn không được bỏ qua nhé và đây là nội dung phần 2 nếu bạn đang xem phần 2 mà chưa biết phần 1 đâu thì các bạn thể xem trong phần mô tả để xem lại đầy đủ chi tiết những bước ban đầu được không các bạn thì ở phần này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn nào đó là việc là làm thế nào để chúng ta đạt được mục tiêu và làm thế nào để chúng ta tập trung vào mục tiêu à, thế nhiều khi có rất nhiều bạn ở ngoài kia khi mà học các khóa đào tạo huấn luyện viên đấy các bạn rất là lan man là như này các bạn sẽ nghĩ rằng là um, cứ học đến đâu rồi tính đến đó chẳng hạn đúng không thế cái chuyện rất là bình thường mọi người tôi ngày xưa cũng y xì như vậy thôi nhưng là cứ làm đến đâu tính đến đó thì cái điều cái suy nghĩ như vậy cái hành động như vậy và cái cái cái, cái, cái gọi là cái tác phong như vậy ấy, thì rất là khó đạt kết quả vậy thì khi học khóa đào tạo huấn luyện viên thì tôi không biết bạn đến khóa đào tạo vì điều gì nhưng mà thường các đơn vị phải có chương trình định hướng để rõ là mình học xong là bạn mục tiêu bạn là đi dạy đúng không Ở, trừ một số bạn là kiểu như nhà có điều kiện sẵn rồi thì mục tiêu của họ chỉ là học để hiểu để chăm sóc bản thân của họ thôi nhưng nếu mà bạn học để để bạn thể mở lớp của mình thì cái kết quả cuối cùng ấy là bạn phải triển khai lại lớp học của mình vậy thì bạn triển khai được càng sớm thì càng tốt đúng không các bạn càng sớm thì càng tốt mình không phải giống như ngày xưa là mình đi học đại học mình học ra trường sau đó thì mình đợi ai đó đến tạo công an việc làm cho mình cái công việc huấn luyện viên yoga bây giờ là tự do là chủ động chứ không thể đợi ai cả vậy thì trong khóa đào tạo bạn phải đặt mục tiêu và luôn tập trung vào mục tiêu của mình là mình học yoga không phải để học yoga mình học yoga là học cái phương tiện để sau đó mình sử dụng cái phương tiện cái kiến thức đấy để mình giúp ích cho những người ngoài kia để mình triển khai lớp học của mình lớp học có thể là online lớp học có thể là offline vậy thì bạn phải xác định rõ là cái mục tiêu của bạn đã Mục tiêu của bạn là để đi dạy. Vậy thì sau khi bạn mục tiêu rồi, thì bạn liệt kê ra là trong chương trình của bạn học bao nhiêu mô đun, những kiến thức gì, những kiến thức gì và mỗi học phần như vậy thì bạn sẽ dành cho nó bao nhiêu thời gian. Bạn dành cho nó bao thời gian. Tôi biết rằng các bạn sẽ còn cơm áo gạo tiền, con cái gia đình, có việc cũ, đúng không? Rất nhiều yếu tố và trong quá trình học sẽ có rất nhiều cái kiến thức mới. Vậy thì bạn lấy toàn bộ nội dung khóa học đấy, bạn tổng kết ra và liệt cho, kê cho mình một cái thời khóa biểu. Liệt kê cho mình cái thời khóa biểu là cái thời gian này giờ này thì lên lớp giờ này thì mình học cái gì sau đó thì bạn mới uh, xem trong cái cuộc sống hàng ngày của mình ấy mình có khoảng thời gian trống nào không để mình bổ sung để mình tập trung để mình tập trung để mình đạt được cái để để học hết cái phòng học học phần đấy tại vì tôi thấy rằng nhiều bạn ấy đầu khóa thì rất là hào hứng đến giữa khóa thì lờ đờ cuối khóa thì lúc buổi được buổi cái xong rồi trốn thì các bạn đấy không, không, rất khó đạt được kết quả đúng không chúng ta tập trung hoàn toàn là trong 3 tháng một tháng khóa đào tạo của bạn bao nhiêu tháng chẳng hạn đấy chia nhỏ ra để chúng ta làm việc chúng ta có kế hoạch từng bước từng bước từng bước vậy thì để đạt được mục tiêu của bạn thì trên hành trình với bạn cần học bao nhiêu kiến thức ví dụ như nào bạn sẽ cần phải học cách để xây dựng giáo án đúng không à, cách để thực hành các tư thế vậy thì một ngày bạn sẽ dành ra bao nhiêu tiếng để bạn thực hành các tư thế đấy ví dụ như nhiều bạn mà em không có thời gian thế nọ thế kia rất là khó thực hành thế thì bạn buộc phải dậy sớm hơn thôi không có thì bạn phải buộc phải nỗ lực hơn người khác đúng không nhưng mà bắt buộc phải thực hành chứ phải thực hành hàng ngày, thực hành qua video, thực hành trước hương, thực hành bằng việc là hướng dẫn cho người thân trong gia đình của mình Để họ làm mẫu, để mình quen, mình quen cách hướng dẫn huấn luyện người lại người khác Hay là những cái kiến thức về đào sâu hơn về giải phẫu chẳng hạn ấy Thì nếu trong khóa của bạn có cái nội dung mà có sách có vở thì bạn phải chủ động bạn đọc chứ, đúng không? Phải chủ động bạn đọc, chủ động bạn đọc Thì tất nhiên trong khóa của bạn có học rất nhiều thứ khác nhau Thì bạn liệt kê ra trong một tuần học bao nhiêu tiếng, dành ra bao nhiêu thời gian, chia nhỏ ra thì lúc ấy chúng ta sẽ có rất nhiều cái khoảng trống để chúng ta sắp đặt thì chúng ta rèn luyện để chúng ta tiến tới cái mục tiêu của mình và đi kèm với cái việc tiến tới mục tiêu của bạn thì còn cả những cái kỹ năng mềm nữa kỹ năng ví dụ như luyện giọng nói này đúng không cách uh, luyện ngôn ngữ cơ thể này đúng không cái, cái việc ngày dành ba tiếng ví dụ như nhiều khi ấy, tôi hồi trước tôi học ấy, tôi ngồi nhà vệ sinh ấy, tôi cũng phải luyện giọng hàng ngày tranh thủ đi đường cứ lẩm bẩm là xin mời cả lớp chúng ta đứng lên và trong bài tập ngày hôm nay chẳng hạn đấy vừa đi đường vừa lái xe đôi khi còn vừa đầu lúc nào cũng nghĩ ngợi đến việc là à cái cảm giác giống như mình để lớp và sau đó thì tôi phải lĩnh một vài người bạn thân của tôi để họ làm gọi là chim mồi cho tôi ấy làm những lớp học đầu tiên để tôi thực hành thì tôi bảo họ là tôi đang học khóa đào tạo nhân viên à, các cậu đến đi tôi mời nước mía <laughs> uống cốc trà đấy thì các bạn tớ dạy xong các bạn tập vừa khỏe người và tớ được thực hành nên là mình cũng phải có người để thực hành chứ nhưng nhiều bạn ấy là nghĩ rằng là học xong ra trường rồi xin việc khó lắm các bạn ạ mình phải có kinh nghiệm ra chứ ra phải, phải... nhất là khi bạn kết thúc khóa học ấy là bạn phải có kinh nghiệm luôn rồi chứ không có cái chuyện là đi xin đơn vị nào đó xong rồi bảo là à, chị đến đây dạy lương thấp cũng được để chị lấy kinh nghiệm nói thực ấy bạn là người tuyển dụng mà chỉ nghĩ trong đầu xem ai mà dám giao khách hàng của mình cho những người mới được đúng không ra trường phát bạn có kinh nghiệm vậy thì bạn phải tích lũy kinh nghiệm ngay trong cái khóa học của mình luôn làm gì ấy, thì phải làm ngay trong khóa học tuyển sinh tuyển sinh ngay trong khóa học bạn muốn mở lớp yoga mở lớp ngay trong khóa học của mình luôn thông báo luôn thông báo là một tháng tới tớ học xong khóa đào tạo nhân viên là tớ mở lớp bao nhiêu bạn muốn không thì sang đây tớ hướng dẫn trước cho gọi là hướng dẫn những cái bước cơ bản trước ngay luôn từ bây giờ chưa <laughs> thì mục tiêu mới đạt được chứ không nhiều bạn 3 tháng xong ra trường giống như trang thế trắng trắng không tí kinh nghiệm kỹ năng gì cả đấy thì bạn hình dung là đạt tới mục tiêu mình tập trung nhắm vào mục tiêu mình làm là làm nhanh <laughs> làm nhanh làm quyết liệt Thế nhiều bạn bảo là thời gian như vậy là không đủ kinh nghiệm Thì đối với tôi thì chả có thời gian nào kinh nghiệm cả Ai cũng chỉ có 24 tiếng một ngày thôi Thì bạn phải tăng cái hiệu suất của bạn lên Tăng cái hiệu suất lên Ví dụ như nào Để học hiểu hơn chẳng hạn ấy Thì chúng ta ghi xuống xong chúng ta nói lại Xong chúng ta quay video lại như thế này thì sao chúng, chúng ta nghe lại video chúng ta nhìn cái khuôn mặt của mình là ok chưa cách mình diễn đạt trình bày là ok chưa và lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại luyện tập liên tục liên tục như này ngày nào cũng nói ngày nào cũng tập ngày nào cũng nói ngày nào cũng tập sáng tỉnh dậy sớm từ 4 giờ sáng chăm chỉ học bài thực hành cơ thể uh, tập cho khỏe người sau đó đến 6 giờ đi làm như bình thường gọi là nỗ lực thay cho <laughs> cho cái phần mà mình thiếu đúng không thì cái bài toán là để thành công với cái nghề này thì phải rõ ràng mục tiêu ra đi kèm mục tiêu là bạn chia nhỏ các hành động ra hàng ngày làm những gì làm những gì làm bao nhiêu lần học ở đâu học với ai học kiến thức gì cái gì mình đang thiếu bổ sung cái mình đang thiếu mình tập chưa dẻo bao nhiêu là dẻo tất cả phải chính xác tất cả phải con số kỷ luật từng bước từng bước thì bạn mới đạt được mục tiêu của mình nên rất nhiều bạn huấn luyện viên ấy, khi họ áp dụng những cái điều này ấy, ngay trong khóa học thậm chí họ đã có hợp đồng các lớp đào tạo sẵn rồi rất là hay họ có thể mở lớp ngay tại nhà hô hào hàng xóm sang tập tập đôi khi miễn phí cũng được còn thu được phí thì càng tốt đúng không ban đầu mình làm bao nhiêu thì hai bấy nhiêu thì các bạn nhớ để thành công với nghề này và cái quan trọng nhất là sau này việc trở thành huấn luyện viên đấy là những con người rõ ràng về mục tiêu vậy thì mục tiêu của bạn còn lơ mơ mục tiêu của bạn nó không có sự quyết tâm không có ngày tháng cụ thể gì thì rất là khó đạt được mục tiêu là thứ nhất ấy. một mục tiêu một vài tiêu chuẩn để xác định mục tiêu này một mục tiêu lại phải đủ lớn tại sao phải đủ lớn tại vì nếu mục tiêu nhỏ quá nó làm cho cái năng lượng của bạn yếu đi đúng không mục tiêu của bạn là em chỉ cần một lớp xinh xinh như này để hài lòng thì cũng được nhưng mà bạn khi bạn đặt cái mục tiêu nó nhỏ ấy thì bạn cảm thấy nó không sướng không nó cảm thấy một lỗi sợ thì nó xảy ra là không dám không dám hay là mục tiêu nhỏ quá thì động lực của bạn nhỏ đối với tôi ấy, thì cái cái mục tiêu ban đầu ví dụ bạn chỉ muốn 20 học viên thì bạn phải đặt mục tiêu là tầm 50 học viên tôi mong muốn tôi quyết định học sau khóa này tôi sẽ có 50 học viên tôi hướng dẫn họ chẳng hạn miễn phí trả phí tùy bạn nhé Đấy. nhưng mà khi bạn là 50 học viên thì bạn có làm thất bại nữa thì bạn được 30 học viên đúng không ừ. nghĩa là lấy cái mục tiêu cơ bản của mình nhân lên đôi thì nghĩa là mục tiêu phải thật rõ ràng phải lớn nhá phải lớn thì có động lực được huấn luyện viên mà yếu thì làm sao mà, à, mà hướng dẫn cho ai được đúng không nhá cái thứ hai đó là mục tiêu phải rõ ràng lớn rồi nhưng phải rõ ràng rõ ràng nghĩa là có con số cụ thể tôi muốn là tôi muốn triển khai một lớp học của tôi à, để tôi hướng dẫn cho 20 người ví dụ thế chẳng hạn mục tiêu của tôi là có 20 học viên mục tiêu của tôi là tôi có một mức tài chính gì đó về yoga chẳng hạn đúng không là bao nhiêu tiền chẳng hạn con số nó phải thật rõ ràng ra đấy ví dụ bạn cứ đặt đến mục tiêu của bạn nhé <laughs> tùy mỗi người khác nhau có người 5 triệu có người, có người đôi khi một vài trăm họ đấy vui vui rồi dạy cho vui ấy kiểu nhiều người dạy cho vui nhưng có người ví dụ như là muốn có mức lương bao nhiêu thì phải rõ ràng ra cái thứ hai là rõ ràng được chưa cái thứ ba ấy, nó phải là có tính khả thi tính khả thi là gì à lúc ấy tôi bảo lớn không? lớn nhưng nó khả thi khả thi như là có khả năng thực hiện được nha có thể bây giờ bạn chưa thực hiện được nhưng bạn có khả năng thực hiện được chứ bây giờ bùm phát bạn bảo mục tiêu của tôi là nghìn học viên chẳng hạn ấy thì nó hơi bất khả thi với mình tất nhiên cũng có người đạt được nhưng với bạn thì nó hơi sốc đúng không mối quan hệ của mình cả ngày đám cưới thì may ra được có đến ba bốn trăm người bạn đến mừng đám cưới bây giờ bảo một lớp yoga là nghìn người thì nó phải hơi không khả thi với bản thân mình không tất nhiên thì tôi không nói là nó không thành hiện thực nhưng mà nó 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 xa vời thực tế quá thì gọi người ta gọi là ảo macarada <laughs> đúng không thì là mục tiêu, yếu tố thứ ba về đạt mục tiêu ấy, nó phải có tính khả thi rồi cái thứ tư ấy là nó phải có khả năng lúc nó phải rõ ràng đúng không nhưng có khả năng chia nhỏ ra khả năng chia nhỏ là sao thì không phải là bùm một phát bạn có đạt mục tiêu ngay và mỗi hành trình bạn chia nhỏ ra 3 tháng này thì một tháng này bạn đạt được bao nhiêu phần trăm tháng thứ hai bạn đạt bao nhiêu phần trăm tháng thứ ba bạn hoàn thành bao nhiêu phần trăm đúng không như là bạn phải bạn 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 phải chia nhỏ được cái mục tiêu ra để mình ăn mừng nhiều chiến thắng chứ ví dụ như là hồi trước tôi có mục tiêu là tôi đặt nhìn mục tiêu là 100 000 đăng ký youtube thì nó thực sự nó cứ là mục tiêu lớn không mình mới làm mà từ số 0 trở lên thế nhưng mà mình chia nhỏ ra là cứ khoảng tầm 10 sắp mình lại làm cái ăn mừng sau về sau nó nhanh hơn thì cứ một 000 sắp thì mình ăn mừng cái đấy thì mình hành trình hạnh phúc hành trình thành công là sự là một hành trình ta tại sao cứ phải đợi đến đích mới ăn mừng chia nhỏ ra thì bạn sẽ có động lực sự cổ vũ khoe mọi người tôi đã đạt được điều này tôi đã có 10 học viên tham dự lớp học của tôi chúc mừng năm học viên đầu tiên đến với lớp học của tôi chúc mừng 10 học viên đến với lớp học của tôi chẳng hạn đúng không đấy ví dụ thế thì bạn phải có khả năng chia nhỏ ra để chúng ta có thể ăn mừng nhiều hơn để tạo sự cổ vũ cho bản thân mình thế nhiều khi bạn cứ so cái người lâu um, năm người đã làm thành công rồi với bản thân bạn xong bạn phải nghĩ là phải đạt như họ thì mới mới vui thì nó sẽ làm cho bạn bị bị bị, bị tụt cảm hứng vậy thì bạn chia nhỏ ra nhé Và cái cuối cùng đó là cái mục tiêu ấy Nó phải có có thời hạn Có thời hạn thì con người chúng ta là có cái tính gọi là tính trì hoãn Tôi biết rằng rất nhiều người hay tính trì hoãn Đợi đầu tháng, đợi sang tuần, đợi ngày mai, đợi sang năm Rồi luôn luôn đợi, đợi con lớn <laughs> Đợi con lấy chồng, đợi, đợi cháu là lớn Nghĩa là mọi người hay hay cái tính kiểu như là trì hoãn Như vậy làm gì làm phải có một cái thời gian hoàn thành Ví dụ bạn tham dự chương trình đào tạo huấn luyện viên trong 3 tháng bạn đặt mục tiêu là sau 3 tháng tôi sẽ có một lớp học như thế này được chưa thời hạn hoàn thành là bao lâu ví dụ tôi hay thông báo ra chẳng hạn đấy ví dụ như là à, tôi chia nhỏ ra xong rồi tôi đặt mục tiêu ví dụ như là tháng 6 này sẽ có à, đạt được cái mục tiêu là lớp học như thế nào bao nhiêu học viên đạt bao nhiêu tài chính ví dụ thế chẳng hạn đấy hoặc là thiết kế phòng tập thì trong mục tiêu của tôi là phòng tập này sẽ được hoàn thiện bao lâu nâng cấp cái gì bao giờ nâng cấp tốn bao nhiêu chi phí nhưng là mọi thứ nó phải rõ ràng về ngày tháng trong một năm tôi hay chia ra các lịch trình mục tiêu của tháng 3 tháng đầu năm 6 tháng 9 tháng và một năm tôi chia ra tia ra và cứ tăng trưởng tăng trưởng tăng trưởng liên tục năm nay tôi thấy rằng à tôi thiếu cái kỹ năng là cái kỹ năng giao tiếp như vậy tôi đặt mục tiêu ra là tôi có thể hoàn toàn tự tin đứng trước à, 100 người để có thể trò chuyện nhé mục tiêu của tôi rất là rõ ràng là xong trong 6 tháng tới tôi sẽ có một chương trình đứng trước 100 người để tôi có thể trò chuyện với họ Đấy thì do tôi đặt mục tiêu nên là cái mục tiêu đạt được rất là hiệu quả. Tôi cũng giống như bạn thôi, hồi trước nói trước một vài người run cầm cập, sau đó thì tôi hoàn thành điều đấy, sau đó tôi đặt mục tiêu đứng trước 20 người. Đấy, sau đó đứng trước 50 người, sau đó đến 500 người, sau đó là 1000 người và kỷ lục của tôi đứng trước 3000 người tại cái sự kiện quốc tế yoga tại Quảng Ninh. Đấy là một mình tôi tôi cầm mic điều hành cảm sân khấu banh người, hoàn toàn rất là tự tin. Nhưng mà từng bước từng bước là phải lên, như là đặt mục tiêu, cái thì to chúng ta để ra dài hạn ra. Nhưng mà với cái những bạn huấn luyện viên ban đầu thì chia nhỏ ra trong 3 tháng, trong 6 tháng bạn có kế hoạch trong 6 tháng của bạn thì mình có một bản kế hoạch, một tấm bản đồ rồi thì mình làm thì nó không bị mất năng lượng đúng không? Mình làm mình rõ ra mỗi ngày chỉ chăm chỉ tiến lên một tí thôi, tiến lên một tí thôi, đâu cần nhiều. Hôm nay tập thêm một lần. Hôm nay thực hành thêm một lần, hôm nay nhắn tin cho một vài người bạn, hôm nay chia sẻ thêm một bài tập internet, hôm nay có thêm một học viên mới, ví dụ thế nhá. chẳng hạn hôm nay chăm sóc một vài học viên cũ, ví dụ thế chẳng hạn đấy thì chúng ta có kế hoạch tốt tắc tốc tắc công việc chúng ta nó phát triển từng bước từng bước. Dĩ nhiên, thường ấy để đạt được điều này thì khi tham dự các chương trình đào tạo huấn luyện viên ấy thì trong cái, cái, cái khóa của bạn ấy phải có một người cốt thì tôi thấy rằng cũng có một cái phần gọi là hơi thiếu ở Việt Nam đa phần ở Việt Nam mình ấy là hay có các chuyên gia tôi thấy thế giới như thế thôi chuyên gia nghĩa gì người giỏi về chuyên môn nhưng người cốt thì là người khác người cốt là người duy trì kỷ luật cho bạn duy trì người cốt là người sẽ lên kế hoạch cho bạn là những mặt mạnh và mặt yếu của bạn mặt yếu thì bạn học cái gì mặt mạnh thì bạn học cái gì và người cốt là người giúp bạn tiến tới mục tiêu họ sẽ nghĩ ra rất nhiều con đường khác nhau để giúp bạn tiến đến mục tiêu ví dụ như là À, hồi đấy tôi cũng không biết cách để làm sao đứng trước sân khấu tôi muốn trở thành một chuyên gia thì người cốt tôi hướng dẫn ra để trở thành chuyên gia thì em phải viết sách ô viết sách như thế nào thế người cốt tôi lại hướng dẫn tôi cách để viết sách yeah. viết sách như nào cách viết sách như nào mẫu viết sách như nào Làm cái ảnh bìa ra làm sao nhưng là họ chỉ tôi những cái phương án nhiều phương án hơn hay là tôi muốn có một sân khấu 100 người tôi muốn ở trong đầu thôi nhưng mà sau đó người cốt tôi chỉ cho cách là làm thế nào để có một sân khấu 100 người làm thế nào để tuyển sinh để có 100 người nghe bạn làm thế nào để bạn thiết kế ra một workshop để bạn trở thành một chuyên gia đấy tất nhiên thì ở các khóa đào tạo của bạn ở góc thông thường đó là khóa về đào tạo huấn luyện viên còn cái khóa mà để đào tạo master yoga thì phải là mùi cốt thì mới dạy được điều đấy tất nhiên bạn phải hoàn thành điều này đã thì nếu có dịp kết nối với tôi thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn để bạn có thể trở thành một chuyên gia về một cái ngách nào đó để bạn phát triển tài năng của bạn để sau một vài năm cứ nhắc đến bạn thì người ta sẽ nhắc đến một cái, cái thế mạnh nào đó cái thế mạnh kiểu như là chuyên gia trị liệu chẳng hạn chuyên gia về giảm cân chẳng hạn chuyên gia cho bà bầu chẳng hạn thì đấy là việc bạn trở thành một master đấy thì đó là cái chúng ta cần lưu ý trên cái trong quá trình học khóa đào tạo nhân viên là phải tiến tới tập trung vào mục tiêu của mình chứ hôm nay người này rủ đi chơi ngày mai thì uh, lễ tết xong rồi cuối cùng lan man lan man quên mất là rằng mình học khóa nhân viên là gì xong rồi lại bảo là thôi cứ học xong để tấm bảng đấy rồi sau rồi tính thì sau rồi tính thì, thì, thì chắc chắn là thua rồi chắc chắn là nó nó mục tiêu nó là đờ như thế là làm việc chăm chỉ nỗ lực còn chưa biết có hiệu quả hay không đây còn là đờ như thế thì làm sao mà hiệu quả được đúng không các bạn Vậy thì tôi tổng kết lại thành 10 chương. À, mỗi chương sẽ là một phần những cái điều quan trọng khi học khóa đào tạo huấn luyện viên. Thì hy vọng với phần này sẽ giúp ích cho các bạn trên cái hành trình trở thành huấn luyện viên thành công hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn để chúng ta cùng giúp đỡ được nhiều người hơn. Thì bạn nếu đấy có điều gì hay, thú vị học được vừa rồi thì các bạn giúp tôi tổng kết ở bên dưới nhé. Comment tổng kết lại ở bên dưới để cho những người bạn, à, những người khác họ đến sau họ xem video này thì họ sẽ à, nhìn vào đấy. Họ sẽ thấy rõ ràng hơn là giữ bản tóm tắt về video đấy cũng là một cách mà bạn học đấy cách để bạn giúp mục tiêu ấy <laughs> ok hẹn gặp lại bạn trong những cái phần chia sẻ tiếp theo ở phần 3 các bạn nhé